Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái ban bệnh liên quan đến cái đầu ăn viên nha các bạn nha. Đây này. Đầu ăn viên. Đầu này mình đã sửa chạy rồi. Nha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là cái mên của đầu ăn viên. Thì cái con này của mình ý, mới đầu nó bị cái bệnh đó là cái bệnh bị đơ, tức là bị cắm điện và nó có đèn đỏ đấy các bạn này. Nhưng mà nó đơ, nó không lên được logo nhá. Là một. Và những cái bệnh mà nó thỉnh thoảng nó chạy, nó hay bị tượng là bị treo máy, hoặc là nó đang chạy nó khởi động lại. Thì các bạn thay mình ban tụ này nhá. Đây là tụ trên đường nguồn 1V2 các bạn. 1V2. Và bây giờ mình sẽ ngồi đây. Cái này thì mình đã sửa xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bật cho bạn xem này. Cái này là tụ đường nguồn 1V2 đấy. Đây mình cắm anten thường của mình vào là chạy được nhá. Đây các bạn thấy không? Đấy. Đây là cái đầu ăn viên mình đã sửa xong. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn một số mức nguồn để ngày mai các bạn lấy thông số nguồn các bạn làm nhé. Cái này chuyên bị mấy cái hiện tượng là treo rồi các kiểu. Rồi. Bây giờ mình sẽ đo các thông số nguồn, các bạn để ý mình theo dõi mình chỉ nhá. Trước tiên là cái nguồn đây này. Cái nguồn đầu vào của cái này này, đây này. Nó sẽ rơi vào tầm là nguồn ở đây mình đo nó là được 10.27V. Xem nào. Xem lại cái cùng nguồn nó bao nhiêu volt. Cùng nguồn là cùng nguồn 12V nhá các bạn nhá. Đây. 12V, mình cắm điện lại. 12V đo đấy. Đây đây nó mình đo đang được là 12V nhé các bạn nhé. 12V. Đấy. 12V này. Điện áp ở đây này, nó đi ra qua cái cuộn dây các bạn này, qua cuộn dây nhỏ nhỏ này. Nó sẽ nằm ở đầu bên này cuộn dây này. Đầu này mình đo là được khoảng 5V nhé các bạn nhé. Đấy, đây là 5V. Vậy thì đây là con ổn áp này, hạ xuống 5V cho cái đường này. Đấy được 5V nhé. Ở chỗ này là mình đo là được khoảng độ 12V, nhưng mà lúc nó chạy thì tụt xuống còn có khoảng 10V các bạn. Nó chạy tụt xuống còn khoảng 10V thôi. Để mình thay thử một cái cùng nguồn khác xem là có phải là đâu cùng nguồn nữa không. Đấy thì mình đo này. Điện áp ở sau cái cuộn này này của mình này, nó sẽ được là 5V nhá. Điện áp ở đằng đây này nó sẽ là 12V nhá các bạn nhá. 12V. Điện áp này nó đi vào cái cuộn đây này, các bạn nhìn thấy không? Để nó vào theo cầu chì này. Điện áp ở cầu chì là mình đo là được là 3.2V. 3.42 cầu chì này. Điện áp vào của nó xem ạ. Đầu cuộn dây là 3.3, đầu này là 2V, là 3.42. Con ổn áp này, chân số 3 này là chân vào. Chân này được 3.1V, 3.19V, tức là 3.42 đấy. Điện áp ra này của nó này, mình đo được 1.5V. Thì đây là ổn áp 1.5V nhé các bạn nhé. Áp đây 1.5V. Tiếp theo đây có một con ổn áp này. Đây là điện áp vào này, chân số 3 này, nó được 4.95V. Vậy tức là điện áp đây này, nó sẽ lấy ở đây này. Điện áp ra chân số 2 này, nó sẽ được 3.29V, tức là 3.43. Tiếp theo này, đây có một con IC này các bạn này. Điện áp vào của nó này, ở bên này nữa. Vào được 3.18V, tức là 3.42 nhá. Điện áp ra là qua cuộn dây này, nằm ở đây này. Nó được 1.19V, tức là 1.2V các bạn. 1.2V. Đây chính là con ổn áp 1V2 đấy các bạn nhé. 1V2. Đây điện áp ở vị trí này mình đo nó là được là 4.9V này, được 5V này. Đây là điện áp nguồn nuôi cho hộp kênh nhé. Vậy con này của mình ấy thì mình thấy này. Nguồn sau khi nó vào đây nó sẽ chuyển thành 5V. Đây nguồn ở chỗ này này nó là 12V. Nó chuyển vào đây này, nó qua cái con ổn áp này. Nó lấy ra đầu cái này nó sẽ là 5V. 5V này sẽ nuôi cho toàn máy các bạn nhé. Đấy và nếu mà ngày mai mà gặp hiện tượng đơ lát các thứ thì chủ yếu là do các con tụ lọc này, các bạn thay hết các tụ lọc đi là được nhé. Đấy. Đấy tất cả tụ lọc này
Đây mình lúc đầu ấy mình thấy là nó không lên gì ấy, im ấy, là mình thay ba con tủ lọc là ok này. Ba tủ lọc này. Để xem phía sau nhé, phía sau nó còn một con ổn áp này các bạn, còn hai con ổn áp này, mình đo thử luôn nhé. Con ổn áp này là con ổn áp bao nhiêu vôn đấy? Đây, đây là đường vào nó này, vào con này được 3,17 V, tức 3,2 để áp ra nó này, ra được 2,49, tức là điện đây là chính là con ổn áp 2,5 V các bạn nhé. Tại vị trí này cũng là điện áp 2,5 V này. À đây là điện áp 1,2 V. Lúc nó đang chạy mình đo là 1,17 V. Đây có một con ổn áp này, mình đo xem ạ. Ba chân nó. Chân ngoài được 3,1 này. Chân ngoài cùng bên này được 2,5 V này. Chân giữa này là được 1,2 V. Đây là có một con. Một con nữa. Đấy thì đây là toàn bộ các cái mức điện áp ở trên con đầu An Viên này nha các bạn nhé. Ngày mai các bạn gặp các bạn có thông số để các bạn làm. Đấy. Điện áp ở sau này nó là 12 V đấy. Chúc các bạn làm thành công nhé.